Cái vong hồn ở dưới âm phủ sắp sửa được đến cái ngày mà đi đầu thai. Thế thì hôm ấy thì quỷ sứ dẫn hai vong hồn đến trước điện của Diêm Vương. Hai vong hồn này thì một vong hồn rất là to khỏe và một vong hồn thì mảnh khảnh yếu đuối. Thế đi đến, thế thì quỷ sứ dẫn đến trước điện Diêm Vương, đưa vào thì mới quỳ xuống lễ Diêm Vương. Thế Diêm Vương bảo hôm nay là cái ngày sẽ cho hai ngươi đi đầu thai, nhưng mà có việc thế này, cho các ngươi được chọn lựa. Một ấy, là có vong hồn sẽ đầu thai làm cái kiếp người là chuyên cho đi, còn một vong hồn ấy thì sẽ được đầu thai làm kiếp người chuyên nhận về. Giờ cho hai ngươi sẽ chọn lựa, một là đầu thai làm người mà cho đi, hai là đầu thai làm người nhận về. Khi mà nghe Diêm Vương nói thế thì cái anh chàng vong hồn to khỏe, cái bản tính ngày xưa là thích hưởng thụ, ham ăn chơi, anh nghĩ là nhất khoát mình phải xin với Diêm Vương để đầu thai làm kiếp và nhận về chứ. Anh khởi tâm thế. Thế và ngay lúc ấy thì Diêm Vương quăng cái thẻ bài ra, hai cái thẻ bài, và đấy, ngươi nào nhận được thẻ nào thì sẽ phải đầu thai theo kiếp ấy. Thế thì là cái anh to khỏe, cái vong hồn to khỏe là nhanh chân chạy lên là anh chụp luôn cái thẻ bài là đầu thai kiếp người nhận về. Anh ta cầm chặt trong tay. Thế còn cái vong hồn mà mảnh khảnh kia thì yếu hơn, chạy lên thì đành phải cầm cái thẻ bài là đầu thai làm kiếp người cho ra. Anh ta cũng hơi buồn buồn một chút. Thế nhưng anh này thì trước đấy lúc ở trần gian có được tu học Phật Pháp cũng biết mà, thôi thì cho ra cũng tốt, mà mình giúp được ai cũng tốt, được làm người là quý rồi, chứ không ở trong địa ngục này khổ lắm. Thế là và anh ta cũng bằng lòng cầm cái thẻ bài đầu thai làm kiếp người cho ra. Sau khi mà hai người đã nhận xong rồi thì Diêm Vương mới gọi lên bảo, đâu các ngươi tiến lại đây, nghe không? Ta sẽ quyết định để cho đi đầu thai. Ai nhận thẻ bài đầu thai làm người cho ra thì là cái anh mảnh khảnh ấy trình lên. Diêm Vương bảo được, ta sẽ cho ngươi đầu thai thành một phú ông giàu có tâm quảng đại, hàng ngày ấy, đem tiền của đi giúp đỡ cho người nghèo khổ. Còn ngươi chỉ sang cái vong hồn to khỏe, ngươi là nhận cái thẻ đầu thai làm người nhận vào, phải không? Sẽ cho ngươi đầu thai làm một tên ăn mày để mà chuyên được nhận của mọi người, bố thí cho lính đâu, thực thi mệnh lệnh ngay và cho hai ngươi đi đầu thai.